Con xin kính chào quý các bác anh chị. Con chúc quý các bác anh chị có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và có sức khỏe. Quý các bác anh chị ơi, hôm nay thì con và đội thợ của anh Ali và anh A Tủa, tất cả anh em đã vào trong này để mà bắt đầu xây nhà cho bác gái bị mù nhá. Như là quý các bác anh chị nhìn thấy thì đây là anh Ali đang xếp đá nhá. Xin chào anh Ali nhá. Còn đá rất là to. Thì cũng rất là may mắn là hôm nay thì trời cũng rất là ấm nên là không lạnh. Anh A Tủa thì vẫn đang xếp móng ở đây. Thì ở đây thì có rất là nhiều đá nên là không sợ phải thiếu đá và mua, tiết kiệm được rất là nhiều. Đá ở đây thì không có phải lo gì đá. Đá này, anh ta bố phụ cái nào? Hôm nay thì con cũng nói với bác Dế là đi gọi mấy cô chú ra đây để mà phụ con và bác lấy bột đá ra đây ạ. Thì, bột đá thì cũng chuyển được một ít vào đây rồi. Thì vẫn đủ cho đội thợ của anh Ali làm trong buổi hôm nay nhá. Thì ngày mai thì sẽ tiếp tục đi vận chuyển bột đá. Bây giờ thì cũng là buổi trưa, cũng chuẩn bị ăn cơm trưa nhá quý các anh chị. Bát Dế thì đang ở trên nhà của một chú, nhà trên này là của một chú cũng là anh em nhá, đang nấu cơm ở trên đấy để mà các anh thợ ăn trưa ở đây nhá. Cái móng nhà này của bác bị mù thì rất là kiên cố và chắc chắn nhá quý các anh chị. Bởi vì là ở đây thì toàn là đá, toàn là những hòn đá rất là to. Như là quý các anh chị nhìn thì đây là những hòn đá rất là kiên cố. Thì đá ở đây thì chỉ cần xếp những hòn đá nhỏ lên trên nữa là sẽ rất là chắc chắn và bền bỉ nhé. Không phải như là những cái móng nhà mà đào đất thì nó sẽ phải đầu rất là sâu và rất là tốn công. Tuy nhiên thì ở đây thì là những cái hòn đá rất to nên là cái móng nhà rất kiên cố rồi, mà sẽ không phải lo về cái vấn đề móng nhà như thế nào nữa.
thì các anh làm cũng rất là nhanh. Theo con nghĩ thì chắc là làm buổi chiều hôm nay và một buổi sáng ngày mai nữa là sẽ làm xong cái móng nhá. Làm xong cái móng thì sẽ bắt đầu xay gạch lên thì sẽ rất là nhanh. Chỉ cần mười mấy buổi là sẽ xây xong ngôi nhà nhá. Hoàn thiện ngôi nhà thì chắc chỉ trong vòng khoảng 20 ngày thôi. Con cũng rất là vui khi đội thợ của anh Ali ra đây làm thì con cũng rất là yên tâm. Đội thợ của anh Ali và anh A Tủa thì có 6 người nhá, quý các anh chị. Thì là mỗi người làm một phía. Anh thì là bên này, còn anh này thì đang xếp đá ở đây. Và anh Ali thì cũng đang xếp đá. Anh A Tủa thì vẫn đang xếp đá bên này. Còn em Sùng thì lấy nước để mà đi trộn vứa cho các anh làm nhé.
đây là các cô các bác giúp bác cái bị mù vận chuyển bột đá vào trong này nhé các bác anh chị ạ. Một đoạn đường cũng khá là xa. Bây giờ là có những anh em cô bác đều đang đi ra bên kia để mà điệu cái bột đá vào trong này ạ. Có một cháu trai rất là bé nhá các bác anh chị, không biết mọi người nhìn thấy chưa ạ, vẫn đang điệu về nhá, thương quá. Cháu trai đấy rất là bé nhưng mà cũng đã biết giúp đỡ cho gia đình bác bị mù. Nhà con cũng cảm thấy con rất là thương. Bây giờ con sẽ thì tiến gần vào cho các anh chị mọi người cùng nhau nhìn thấy ạ. Quý các anh chị ơi, như là mọi người nhìn thấy thì đây là cháu trai nhé. Ôi dồi ôi, thương quá. À mà chào chào mấy đứa. Chào chào, ôi cháu trai có 9 tuổi nhưng mà rất là bé tí nhá quý các anh chị ạ. À, còn rất là nhỏ luôn mà cũng đã biết giúp đỡ rồi. Rồi rất là thương nhá quý các bác ơi. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, để cho anh, để cho anh. Đừng ấy nữa. Em còn bé quá, đừng có làm nhá. Còn bé quá, đừng có làm. Làm cái này sao không lớn được đấy. Rồi, cắt em trên vùng cao thì rất là chịu khó nhá quý các bác anh chị. Rồi, các chị ơi, là con mình sẽ có chị ơi, con chị ơi. À, lúc đấy thì con không nhìn thấy. Bây giờ con mới nhìn thấy, con không cho làm đâu ạ. Người con rất là bé nhá. Cái nhà không mới chưa sống thức vừa nhỏ. Cháu trai này mà có 9 tuổi rất là bé. Tuy nhiên thì cũng đã biết đi giúp mọi người điệu với bột đá này rồi. À, con thấy con thương quá, con không cho làm nữa đâu ạ. Còn rất là nhỏ. Điệu như thế thì thấy rất là thương. Em ơi, đừng có làm nữa nhá. Đừng có làm nữa nhá. Ngại ngại nhá. Đừng có làm nữa. Thế em làm như này thì anh thương quá, không làm đâu nhá. Thì anh đi về anh mua kẹo ra nhá. Đánh một kẹo ra cho nhá. Đừng có làm nữa nhá, thương quá. Nhìn thấy như vậy đủ rồi quý các bác ạ. Không cần phải làm nữa, rất là thương luôn. Con không cho em trai đấy làm nữa. Những người lớn làm thì không sao, nhưng các cháu, các em còn nhỏ làm thì không được. Tuổi ăn tuổi học. Các cháu trên vùng cao thì bé bé thôi, không biết đi làm việc các cỏ bò này, nấu ăn này. Bởi vì cái hoàn cảnh sống rất là khó khăn ấy, nên là phải làm từ rất là nhỏ. Ngày xưa con thì cũng như vậy thôi. Con rất là bé thôi cũng đi làm, cũng phải đi chặt củi đi lấy cỏ bò. Mà bây giờ thì mình lớn rồi, mình thấy những cháu, những em làm như vậy mình rất là thương. Quý các bác anh chị ơi, anh Ali và anh Tuổi và con thì cũng đã xây cái móng nhà nhá. Thì con cũng đã quay một đoạn video cho tất cả các anh chị mọi người xem rồi. Thì con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý giá của mọi người để theo dõi video của con nhá. Bây giờ thì con xin phép tất cả quý bác, con xin khép lại video của con tại đây. Xin hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của con ạ.